Chào anh Tuất, sức khỏe nào rồi anh Tuất? Chân anh đã bớt đau chưa? Mày là thằng nào mà nhìn quen quen vậy? À, nhớ rồi, mày là con thằng Quang phụ trách xã. Lâu không gặp, lớn ghê. Tao nói cho mày biết nha, ở quê thằng bố mày gọi tao bằng anh đấy. Yêu cầu ông xưng hô nghiêm túc. Ông đã bị bắt về hàng loạt các tội nghiêm trọng. Chúng tôi ở đây đại diện cơ quan điều tra, chứ không gặp ông với tư cách cá nhân. Ông phải biết mình là ai và đang ở đâu. Hết thời hét ra lửa rồi. Ông làm quen với thực tế đi. Tao phạm tội gì mà chúng mày hỏi lắm đi à? Mất thời gian, phí công. Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan tiến hành tố tụng. Dù ông có nhận tội, chúng tôi vẫn cần xem xét lại lời khai ấy có phù hợp với các tài liệu và chứng cứ liên quan hay không. Chúng tôi thông báo ông đã bị tước danh hiệu công an nhân dân, bị khởi tố về những tội giết người, tiết lộ bí mật công tác và nhận hối lộ. Tao giết ai mà chúng mày khởi tố tao? Ông bắn gần chết đồng chí Lâm mà ông lại quên rồi à? Hơn nữa, ông còn là đồng phạm đóng vai trò giúp sức trong phi vụ giết thằng Toàn Khỉ Đốm và thằng Phí Hải Toán, em trai của thằng Toàn. Còn việc ông hãm hại anh Triều bất thành, đàn em ông cũng đã khai nhận hết rồi. Như vậy, đã đủ tội chưa? Ông đừng ngây ngang nữa. Tất cả các chỗ dựa của ông đều đã quay lưng lại rồi. Bố Hồng, rồi ông Nhẫn cũng không cứu được ông đâu. À mà ông Nhẫn xin nghỉ hưu rồi đấy. Ông biết chưa?